beef stew, bò kho, homemade beef stew. A lot of food, nhiều món ăn ha. Hôm nay mình đang ở nhà chị Hà ha, quá đông khách tới luôn. Hello, yeah. Happy weekend, hả? Happy holiday, hả? Happy weekend. Tất cả mấy anh chị em ngồi cùng gặp mà đàm cái là đàm phán nói chuyện tiếu tí sau những ngày tháng làm việc là từ đầu tuần đến cuối tuần hả? Đây là bác cố của nhà thờ nha. Quá vui luôn mọi người. Hôm nay rất là đông người tới đây ha. Cái đó đồ nhậu đó. Cái đấy chắc mang ra ngoài đó. Ngoài cái bàn đó đúng không? Bữa nay có đủ món đó. Mì xào, thập cẩm, bò kho. Nhìn thấy là thấy bắp phát. Gỏi. Bắp phát là tôm mà có tay heo nè. Của người á. Bánh bao này. Cái mì xào chứ chán. Còn này là xôi. Sticky rice with Chinese sausages. Xôi này có chà bông, sườn, hành lá, muỗng đĩa, muỗng đĩa trên bàn hết rồi Trang ơi. Bánh bột lọc, shrimp dumpling ấy. It's pretty good. Em lấy đi, lấy đi. Thôi, ở hiện tòa thuyền mời mấy ông xin bánh mì trước không? Bánh mì nữa đi. Đâu, muốn ăn hai cái bánh mì với một cái xúc xích đặc biệt. Trời ơi, cho đi cho là rõ rồi đó hả? Cho no luôn. Ngon quá nhỉ. Chị Hà làm mì xào mà đang đeo nhá. Đúng rồi đi. Lại đây. Xem đi lại này. Người đẹp quá mà người ta giữ được nhà cũng giống người mày. Úi trời, giống như cái nhà. Như là Romeo và Juliet. Đúng rồi. Đó là cái gì tắm này
Yêu rồi ngoài
thấy anh thương ngại nên muốn quay lại. Giờ lắm đi yêu ngày hết mối rồi. Thế là hết yêu đấy. Đang yêu để xèo. Đến cuối cuộc đời
dù có gió bôi gió lạnh đầy, có tiếng buồn vui có lá buồn đầy, dù sao cùng người yêu dìu tay nhau cho nhau yên vui, ôm ấp cùng tìm với nhau cho nhau gắn mắt, gắn mắt tim nhau. Vừa đổi tay bước muôn cổ đầy tóc rơi bạc màu, quên ai dấu tình sâu. Xin cho tôi những cánh hồng, dù em đưa em nhận, dù em vào phòng đưa em vào đời, một ngày yêu I'm going to go.